Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Hiện nay mình nói về dãy số tự nhiên toán lớp 4. Thì bước đầu tiên mình liệt kê những cái số tự nhiên mà các bạn hay học: 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, vân vân và vân vân. Thì đây cũng được gọi là dãy số tự nhiên. Vậy dãy số tự nhiên là gì? Thứ nhất, nó phải là số tự nhiên 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân và vân vân, đều là số tự nhiên. Ok chưa ạ? Dãy chính là nhiều. Thứ nhất, nó phải là nhiều số, được chưa? Nhiều số. Thì các bạn nhìn vào từ không là 1, 2 vân vân và vân vân, thì các bạn thấy nó có theo quy luật. Nếu dãy số mà theo quy luật thì người ta gọi là dãy số tự nhiên có quy luật. Quy luật là sao ạ? Từ số 0 nè muốn lên số 1 thì các bạn cộng thêm 1 đơn vị. Từ số 1 lên số 2 các bạn cộng thêm 1 đơn vị. Từ số 2 lên số 3 các bạn cộng thêm 1 đơn vị. Vậy muốn tìm có số trước, muốn tìm số sau thì các bạn cộng thêm 1. Nhớ muốn tìm số liền sau, đó gọi là liền sau, thì các bạn lấy số trước nè hay số đó cộng thêm 1. Được chưa? Ví dụ như có số 6 mà muốn tìm số đứng trước nó nè, thì các bạn lấy 6 trừ mấy ạ? Trừ 1. Để muốn tìm số liền sau, số liền trước, thì ta lấy số đó trừ đi 1. Đây là kiến thức cấp 2, kiến thức lớp 2 nha các bạn. Các bạn cần nhớ. Rồi, thì trong dãy số nè, ta biết rằng dãy số tự nhiên luôn luôn bắt nguồn từ số 0. Dãy số 0 ngay chính là số bé nhất. Số bé nhất chính là số 0. Vậy số lớn nhất có không ạ? À? Có không ạ? À? Chấm hỏi. Khi có số 0 các bạn sẽ kiếm được số 1 liền sau của nó. Tiếp tục sẽ có số 2, số 3, số 4, số 10. Có số 10 thì các bạn sẽ tìm được số liền sau của nó là số 10, 11. Cứ thế, vậy cuối cùng các bạn có tìm được số lớn nhất không ạ? À? Không nha các bạn, không có số lớn nhất. Ok chưa ạ? Đó được gọi là dãy số tự nhiên. Rồi bây giờ mình sẽ cho một bài tập. Các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Bài tập. Rồi, 81 các bạn hãy tìm số liền sau của nó. Thì các bạn biết rằng tìm số liền sau thì các bạn cộng thêm 1. Rồi tìm số liền trước của nó thì các bạn muốn tìm số liền trước thì các bạn lấy số đó trừ đi 1. Ok chưa? Rồi các bạn hãy điền kết quả vào đây giúp mình. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.